Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh có 379 tổ hợp tác với khoảng 7.400 thành viên hợp tác xã và 718 hợp tác xã. Trong đó, từ đầu năm đến nay, thành lập mới 55 hợp tác xã. Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã hiện có 38 hợp tác xã đang vay vốn với tổng dư nợ 20,9 tỷ đồng. Năm tháng đầu năm đã giải ngân cho 6 hợp tác xã với số tiền 3,5 tỷ đồng. Theo đánh giá Liên minh Hợp tác xã tỉnh, cơ bản các hợp tác xã đang hoạt động đều tổ chức bộ máy và quản lý, điều hành theo luật Hợp tác xã 2012. Tuy nhiên, việc phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, như công tác tuyên truyền quảng bá chưa có sự phối hợp đồng bộ, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, điều hành ít được chú trọng. Nhiều cán bộ trong hợp tác xã không được đào tạo dẫn đến công tác tư vấn chưa hiệu quả, trình độ quản lý quản trị hợp tác xã còn hạn chế. Thời gian tới, Đắk Lắk ưu tiên xây dựng các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị, gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương, chương trình OCOP, mở rộng quy mô thành viên, hợp tác xã tập trung hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, bảo đảm lợi ích hợp pháp của các thành viên.